COS. Rồi. Ok, trong thời gian gần đây có một số bạn có inbox hỏi Kiba đó là cách làm sao để có thể xoay vai được để vào tư thế chim bồ câu. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ bắt cóc một huấn luyện viên vô cùng xuất sắc tại Hải Phòng. Bạn ấy là Ngọc Anh ở xã Kiba luôn, hiện là trọng tài yoga quốc gia và là trưởng ban thi đấu cho Hải Phòng, người dựng rất nhiều các tiết mục thi đấu. Thì để trả lời câu hỏi của bạn thì phải tìm một cái nhân vật mà nó có nhiều cái trải nghiệm nhất trong lĩnh vực thi đấu. Thì có một bạn hỏi đó là làm thế nào để xoay vai vào tư thế chim bồ câu vừa rồi. Có lẽ đây là một cái vấn đề mà rất nhiều bạn mong muốn, đúng không? Chim bồ câu rất là đẹp, nhìn thôi đã thấy đẹp rồi, và chắc là nghe chim đã thích rồi. Đấy thì cách xoay vai như nào thì trong ngày hôm nay thì Ngọc Anh sẽ chia sẻ với các bạn. Ngọc Anh chia sẻ đi. Xin chào tất cả các bạn. Để hướng dẫn cho các bạn cái tư thế cách để xoay khớp vai để mình vào tư thế chim bồ câu thì trước tiên là nhắc đến khớp vai thì các bạn sẽ phải nghĩ đến tập trung mà tất cả mình tập những cái động tác mà liên quan đến việc bổ trợ cho cái khớp vai của mình. Thường thì mọi người sẽ hay tập trung vào cái việc bend hoàn toàn vào lưng và mọi người sẽ làm các động tác liên quan đến lưng luôn. Và nếu mà làm như vậy thì mọi người sẽ gặp cái vấn đề là mình sẽ rất là hay bị gây chấn thương vào cái thắt lưng. Và thường là khi chúng ta cố gắng làm tư thế chim bồ câu thì chúng ta thường hay đau vào thắt lưng. Thì cách để chúng ta giảm cái việc đau nhức vào thắt lưng thì chúng ta hãy tập trung vào cái đốt sống ngực. Ví dụ như chúng ta sẽ làm, trước khi làm tư thế chim bồ câu thì chúng ta sẽ phải có một số những cái tư thế là bổ trợ cái đốt sống ngực cho mình. Thì ở đây Ngọc Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài cái tư thế bổ trợ. Tư thế đơn giản nhất như là chúng ta có thể làm, đó chính là chúng ta sẽ bổ trợ bằng cái tư thế con mèo. Cái tư thế con mèo. Con mèo thì nó có nhiều mức, là con mèo cơ bản và con mèo nâng cao. Trước tiên thì chúng ta có thể làm con mèo cơ bản như thế này. Là chúng ta mở rộng gối hơn mông và vươn dài hai cánh tay về phía trước. Động tác này sẽ giúp các bạn mở được cái phần ngực thân trên của mình. Các bạn hãy cố gắng là phải nhấn cái ngực của mình xuống thảm. Thường thì chúng ta chỉ hay nghĩ đến việc nhấn cái cằm thôi, nó sẽ nâng lên như thế này, thì như này chúng ta sẽ bị đau vai. Hãy nhấn ngực xuống, và nếu như mà bạn chưa đủ độ dẻo thì bạn có thể lùi gối về phía sau như thế này. Đó, để giữ cho cái lồng ngực của các bạn nó được mềm ra. Sau khi các bạn giữ tư thế này một thời gian và các bạn làm tốt hơn thì các bạn có thể tiếp tục nâng hai bàn tay của chúng ta lên và để bàn tay ra sau đầu, để cái bả vai của chúng ta nó được nhấn sâu hơn một chút nữa. Và nâng cao hơn một chút nữa thì chúng ta có thể sử dụng thêm các viên gạch, là bạn sẽ gối cái khuỷu tay của mình lên các viên gạch. Vẫn là tư thế con mèo như vậy nhưng gối khuỷu tay của mình lên viên gạch để tăng cái độ đây. Cảm ơn thầy. Đó, để chúng ta tăng được cái biên độ mở của đốt sống ngực của mình hơn. Như thế này, gối bả vai lên, mím cái đầu khớp vai của mình, mím cái đầu củi trỏ tay của mình thôi, và nhớ là phải xoay cái bả vai của mình, xoay cái bắp tay của mình lên trên như thế này, rồi bắt đầu chúng ta tiếp tục nhấn xuống đó. Và sau khi các bạn giữ được như vậy trong một thời gian thì cái lồng ngực của các bạn nó được mở ra và bạn có thể linh hoạt cái lồng ngực hơn. Thì lúc này chúng ta sẽ tiếp tục sang một số những cái tư thế bổ trợ cho khớp vai. Tư thế bổ trợ cho khớp vai của bạn trở nên trơn tru hơn đấy. Đúng rồi ạ, thầy nhấn như thế. Thầy nhớ là chúng ta phải xoay cái bả vai của chúng ta lên như thế này nhá. Xoay lên rồi hãy nhấn. Đấy, để tránh cái trường hợp mà chúng ta bị cọ hai cái đầu xương này là chúng ta sẽ bị đau khớp vai. Chúng ta phải xoay trước rồi chúng ta mới được nhấn. Lùi gối về phía sau thầy. Đau gối vì sàn nhà. Thầy không có thảm ở phần đấy nên thầy sẽ bị đau. Ok, rồi xin mời thầy ngồi dậy. Và chúng ta có thể thêm sau khi chúng ta mở được lồng ngực rồi, chúng ta có thể là tập một số những cái tư thế cho cái khớp vai của chúng ta trơn tru hơn. Đó chính là sử dụng dây như thế này. Nếu mà bạn dẻo rồi bạn có thể không cần sử dụng dây, còn nếu như mà cái khớp của mình nó chưa đủ trơn tru thì bạn sẽ dùng dây. Ở đây Ngọc Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái tư thế sử dụng dây nhá. Các bạn sẽ dùng dây này, đặt tay vào trong lòng dây và chúng ta xoay bàn tay ra ngoài như thế này, xoay ra ngoài đó. Các bạn sẽ nâng lên và tập từng bên một để cho cái độ khó nó dễ hơn. Đây, mời thầy Kim Ba ngồi bên đây với tôi ạ. Vâng ạ. Thầy ngồi đây. Chị ạ, đúng rồi. Thầy cho tay vào dây như thế này và xòe bàn tay ra ngoài. Nâng cao cái dây lên. Chúng ta sẽ tập với bên phải trước, được chưa ạ? Từ từ bạn hạ dây ra sau. Hạ được dây xuống và cố gắng làm sao mà chúng ta không phải co tay. Đấy, ví dụ như thế này là tôi đang co tay này, co cái khuỷu tay trái này. Và nếu như mà bạn cảm thấy rằng là cái dây nó chưa đủ dài để chúng ta thẳng tay thì bạn hãy dài dây ra tí nữa. Làm sao mà cả hai cái tay của chúng ta nó đều duỗi thẳng như thế này. Đó, làm một bên một. Làm sao đúng làm rồi. Được? Thầy dài dây ra. Căng hơn nữa là thầy có thể rút cái dây như thế này ra. Để thầy không cần cầm tay vào đấy nữa. Cái dây này nó rất là dễ đấy, rộng như thế này thì ai cũng làm được. Được rồi. Đúng rồi, đó. Phù hợp với mình. Chúng ta sẽ không co tay nhé mọi người. Đấy,
Và sau khi chúng ta làm tốt hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục thu ngắn dây lại. Đó, thu ngắn dây lại. Và nhớ là phải đổi bên. Nhớ là đổi bên để cho cả hai bên khớp vai của chúng ta nó đều được trơn tru. À, cái động tác này thì trong một vài lần đầu tiên khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là vướng và nó hơi bị chối cái đầu khớp vai. Thì bạn hãy để dài dây ra. Và khi mà cái khớp vai của bạn nó bắt đầu trơn dần lên rồi thì bắt đầu bạn sẽ thu ngắn dây lại. Thì đấy là một cách thức. Hoặc là cuối cùng là chúng ta sẽ làm cả hai tay. Đó, cả hai tay như thế này. Đó, thu ngắn dây lại nữa. Và làm tốt hơn thì chúng ta sẽ không cần sử dụng đến dây nữa. Sau khoảng tầm 15 đến 20 lần như vậy thì cái khớp vai của chúng ta nó đã trơn rồi, thì lúc này chúng ta mới vào tư thế cuối cùng, đấy chính là tư thế chim bồ câu. Ở tư thế chim bồ câu thì chúng ta cũng vẫn bổ trợ bằng sợi dây. Với những ai mà chưa có độ dẻo hoàn toàn thì chúng ta vẫn phải bổ trợ bằng dây. Thì cách bổ trợ như sau là ở đây Ngọc Anh hướng dẫn các bạn vẫn sử dụng dây như thế này nhé. Bạn sẽ cho dây vào lòng bàn chân của bạn. Với ạ, thầy cho giúp tôi. Ví dụ như là học viên của chúng ta họ cứng thì người nào đó hỗ trợ. Cho dây vào chân và sau đó thì tôi sẽ cầm sợi dây này. Nhớ là ngửa lòng bàn tay lên trên. Cầm sợi dây ngửa lòng bàn tay lên trên. Rồi xoay khớp vai để tôi kéo được cái dây lên trên. Được chưa? Đây là ở mức đơn giản nhất. Nhớ là ở cái tư thế này chúng ta thường hay gặp cái lỗi sai là ngả cái thắt lưng ra sau như này. Và làm như này chúng ta sẽ rất đau thắt lưng trong quá trình thực hiện. Hãy kéo cái phần bụng của mình về phía trước. Và mục đích là chúng ta chỉ có kéo cái bả vai thôi. Lần, lần, lần. Đúng rồi. Thầy Kim Ba hỗ trợ cho tôi bằng việc là đẩy lồng ngực của tôi về phía trước. Và giúp tôi kéo cái bả cánh tay của tôi ra sau. Thì đây là cái cách để giúp chúng ta an toàn trong quá trình tập luyện khi có một người hỗ trợ cho chúng ta. Là họ sẽ luôn luôn đẩy ngực của chúng ta về trước để chúng ta không bao giờ bị quên cái cảm giác là xô người về trước như thế này. Đẩy về sau là đau thắt lưng này. Đó. Và cứ lân thôi. Lân cho đến khi nào mà độ dẻo của bạn đạt đủ cấp độ thì bạn sẽ nắm được tới bàn chân của mình như thế này. Và thực hiện một cách hoàn chỉnh, đó chính là ngửa lòng bàn tay ra ngoài. Hãy đưa lòng bàn tay ra ngoài như thế này. Động tác đầy đủ đúng không? Đúng rồi ạ, không cần dây nữa. Khi làm tốt rồi thì chúng ta không cần sử dụng dây nữa. Nhớ là phải nhiều người là mọi người hay cầm như thế này, hay cầm ở bên trong và sau đó là xoay lên như thế này thì chúng ta sẽ bị ngược cái bàn tay. Đó, thì bạn hãy ngửa lòng bàn tay ra ngoài và bạn tìm lấy cái chân của mình, nắm chắc vào bàn chân. Rồi sau đó là đẩy cái khuỷu tay của chúng ta lên. Khớp vai của chúng ta nó sẽ xoay và chúng ta kéo. Được chưa? Đó chính là cách thức để làm tư thế chim bồ câu hoàn chỉnh. Đơn giản nhỉ? Đúng rồi, rất đơn giản ạ. Ok, vừa rồi đấy là chia sẻ của anh. Các bạn nhớ các bước đó chúng ta làm cho linh hoạt cái khớp vai của mình. Thì khi bạn xoay vào khớp vai, bạn vào tư thế chim bồ câu ấy, nó không bị đau. Rất nhiều người là chúng ta hay nóng vội thôi. Đơn giản chúng ta hay bị chấn thương là khi xoay vai. Hồi trước mình cũng hay bị như vậy. Đó là mình cứ nóng vội là mình cũng xoay. Tuy nhiên quá trình tập ấy, chúng ta sẽ tập các cái cơ nhỏ trước. Sau đó mình vào cơ chính thì bạn vào sẽ an toàn hơn. Và đây cũng là một trong những tư thế, thứ nhất là đẹp mắt, thứ hai là nó cũng thử thách rất nhiều và yêu cầu rất nhiều nhóm cơ. Nhưng nó cũng là tư thế mà xảy ra rất nhiều chấn thương, đặc biệt chấn thương phần lưng là chấn thương mà thường xuyên xảy ra trong quá trình tập luyện. Thì hy vọng với chia sẻ vừa rồi của Ngọc Anh sẽ giúp ích các bạn rất là nhiều. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.